Ngày 9 tháng 8, thứ tư tuần 18 thường niên. Nay ba, bà có lòng mạnh tin. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyro và Sidon. Thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng người rằng: Lạy Ngài là con vua David, xin thương xót tôi, con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm. Nhưng người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần thưa mà rằng: Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi. Người trả lời: Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel. Nhưng bà kia đến lại người mà nói: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó. Bà ấy đáp lại: Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn ăn của chủ rơi xuống. Bấy giờ Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: Nay bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tin vào Chúa quyền năng và xót thương. Nay bà có lòng mạnh tin. Người phụ nữ Canaan đến xin Chúa Giêsu chữa lành cho con gái bà bị quỷ ám. Người thử lòng tin của bà, từ chuyện làm thinh đến câu trả lời phân biệt đối xử. Thế mà bà vẫn nài xin cho được những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống. Chúa Giêsu khen bà mạnh tin và con gái bà được chữa lành. Chung quanh chúng ta có rất nhiều lương dân, họ chưa gia nhập đạo Thánh Chúa, nhưng không thể thiếu những trường hợp được ơn chữa lành cách lạ vì họ đã kêu xin Chúa với lòng tin mãnh liệt. Có người đã kiên trì đến với Chúa qua mẹ tà bao vào những ngày 13 suốt 9 tháng liền. Và kết quả là bệnh ung thư ngừng di căn, rồi họ khỏe dần ra cách kỳ diệu. Có 16 người đủ các loại ung thư từ Sài Gòn, trong đó có 3 người lương đã đến mẹ Fatima cổ Việt Thái Bình nhờ mẹ cầu xin Chúa chữa lành. Và đã 10 năm nay họ vẫn bình an vui sống. Có người về tắc chạy, có người lên măng đen, có người ra la vàng, có người không đi nổi chỉ gửi lời khấn xin hoặc quỳ trước bàn thờ hàng đêm kêu khấn. Họ đã được ơn chữa lành. Chúa vẫn đang làm những việc kỳ diệu lạ lùng cho tất cả những ai tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và cầu xin người với lòng thành tín. Xin đừng xem chuyện bình an, sức khỏe là do sự hiểu biết, tài năng hay tiền bạc của mình, nhưng là hồng ân Chúa ban. Và cả những lúc bệnh hoạn yếu đau cũng không ngoài thánh ý Chúa để chúng ta biết tin tưởng mà kêu xin người. Ước gì các gia đình luôn nhớ đến Chúa, luôn tin tưởng trông cậy Chúa bền lòng, tin vào Chúa quyền năng và giàu lòng xót thương, mà không kêu cầu người, mà ỷ lại đồng tiền, ỷ lại thần thế quen biết, thì đức tin ấy chỉ là đức tin mồi miệng. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình tin tưởng tuyệt đối vào Chúa và vững lòng trông cậy kêu xin người cứu chữa. Amen. Tháng 8 với Đại hội Giới Trẻ Thế Giới. Ước gì các gia đình nhớ đến một tuổi trẻ của Thánh Thomas Aquino, biết từ chối những lời mời gọi của thế trần, lắng lòng để nghe tiếng Chúa và yêu Chúa. Càng yêu Chúa nhiều, càng để tâm lắng nghe và thực hiện lời Chúa, càng trông cậy Chúa và nỗ lực học bài học hiền lành khiêm nhượng của Chúa Giêsu, và sẻ chia cảm nghiệm hạnh phúc sống với Chúa Giêsu cho các bạn trẻ, cho cuộc đời. Xin mời các gia đình, cách riêng là các bạn trẻ tiếp bước Thánh Thomas Aquino
để theo chân Chúa Giêsu trên đường từ bỏ những thực tại trần gian hư hèn, theo chân Chúa Giêsu trên con đường hiền lành khiêm nhượng, yêu đời yêu người và hy sinh mạng sống. Theo chân Chúa Giêsu, anh dũng hiên ngang mang tin mừng cứu độ đến trần đời. Trần hoan lời kết ngưỡng yêu Chúa Kitô đến trọn đời, hạnh phúc hân hoan vác thập tự cùng Chúa loan tin mừng cứu rỗi. Ngày này và nơi cùng tiến bước Thánh Thomas Aquino, lòng trần hoan cùng tiến bước theo Chúa Kitô xuống trần đời, lời Chúa trên môi thắm nụ cười cùng Chúa yêu thương muôn người. Thomas Aquino lòng yêu Chúa suốt đời, Thomas Aquino gọi mời mọi người yêu Chúa. Ngày này bạn ơi ta tiếp bước theo Ngài đi về muôn lối đời, xua tan bóng tối sầu chơi vơi, thắp lên niềm vui sánh tươi. Ngày này bạn ơi cùng tiếp bước Thánh Thomas Aquino, học để yêu Chúa học mãi mãi, học tiếng xin vâng ý nhiệm mầu, học sống khiêm nhu sống hiền hậu, học sống yêu thương người khốn khó. Ngày này bạn ơi cùng tiếp bước Thánh Thomas Aquino, học để yêu Chúa học mãi mãi, học sống khoan dung sống quảng đại, học sống thư tha sống hiền hòa cùng Chúa yêu thương muôn nhà. Thomas Aquino lòng yêu Chúa suốt đời, Thomas Aquino gọi mời mọi người yêu Chúa. Ngày này bạn ơi ta tiếp bước theo Ngài đi về muôn lối đời, xua tan bóng tối sầu chơi vơi, thắp lên niềm vui sánh tươi. Đời cùng tiếp bước Thánh Thomas Aquino, học để yêu Chúa học mãi mãi, học tiếng xin vâng ý nhiệm mầu, học sống khiêm nhu sống hiền hậu, học sống yêu thương người khốn khó. Ngày này bạn ơi cùng tiếp bước Thánh Thomas Aquino, học để yêu Chúa học mãi mãi, học sống khoan dung sống quảng đại, học sống thư tha sống hiền hòa cùng Chúa yêu thương muôn nhà. Thomas Aquino lòng yêu Chúa suốt đời, Thomas Aquino gọi mời mọi người yêu Chúa. Ngày này bạn ơi ta tiếp bước theo Ngài đi về muôn lối đời, xua tan bóng tối sầu chơi vơi, thắp lên niềm vui sánh tươi. Thomas Aquino lòng yêu Chúa suốt đời, Thomas Aquino gọi mời mọi người yêu Chúa. Ngày này bạn ơi ta tiếp bước theo Ngài đi về muôn lối đời, xua tan bóng tối sầu chơi vơi, thắp lên niềm vui sánh tươi. Ngày này bạn ơi ta tiếp bước theo Ngài đi về muôn lối đời, xua tan bóng tối sầu chơi vơi, thắp lên niềm vui sánh tươi.